hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ tư do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, sáng ngày 28 tháng 12, Công ty Nhiệt điện Uông Bí phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tham gia hiến 114 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sống của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân. Được biết, đây là năm thứ tư Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức hiến máu tình nguyện định kỳ vào tháng 12 hàng năm. 4 năm qua, cán bộ công nhân viên và người lao động công ty đã hiến trên 1.000 đơn vị máu. Tại thành phố Uông Bí, trong năm 2018, Hội chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức 7 đợt hiến máu nhân đạo, thu được trên 1.110.000 đơn vị máu. Năm 2019, Hội sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức hiến máu, phấn đấu đạt ít nhất 1.300 đơn vị máu.